Giờ chào mừng các anh em đã quay trở lại. Trong phiên bản 3.7 thì chúng ta không có nhân vật mới 5 sao. Chúng ta chỉ có một nhân vật mới 4 sao. Đó chính là mèo leo nhà lóc chóc Kirara siêu cấp dễ thương này. Và hiện tại chúng ta đã biết những cái thông tin gì về cô ấy, cũng như là những đánh giá sơ bộ như thế nào. Đó chính là nội dung chính của ngày hôm nay. Đầu tiên, Kirara là nhân vật 4 sao kiếm đơn hệ thảo, sở hữu bảng chỉ số cơ bản với lượng máu cao, các chỉ số còn lại nằm ở mức trung bình hoặc là thấp. Khi đột phá thì tăng 24% máu. Tấn công thường, Kirara sẽ sử dụng vuốt mèo để mà tấn công rất là dễ thương. Tuy nhiên là cái hệ số thì trung bình, kết hợp cùng với là không có cơ chế phụ trợ, nên là chúng ta có lẽ là trực tiếp bỏ qua tấn công thường. Đúng là kỹ năng nguyên tố, nó nôm na nha. Có hai cách sử dụng là nhấn với lại nhấn giữ. Khi mà các em nhấn thì Kirara đá một cái xong tạo một cái khiên. Còn khi mà các em nhấn giữ thì cũng vẫn tạo ra khiên, giống như là nhấn kỹ năng nguyên tố. Nhưng mà có cái khác, đó chính là Kirara lúc này sẽ chuyển qua một trạng thái đặc biệt, tên là bưu kiện mèo khẩn cấp. Và trong cái trạng thái này thì Kirara sẽ tăng tốc độ di chuyển, tốc độ leo trèo cũng như là khả năng nhảy cao. Và trong trạng thái này, Kirara di chuyển đụng phải kẻ địch sẽ gây sát thương nguyên tố thảo cho kẻ địch. Hiệu quả mỗi 0,5 giây, tối đa kích hoạt một lần. Trạng thái này duy trì tối đa là 10 giây. Và khi mà trạng thái kết thúc hoặc là các em thi triển kỹ năng một lần nữa, Kirara sẽ tung ra một cú đánh gây sát thương diện rộng phạm vi nguyên tố thảo. Như vậy, khả năng đáng chú ý kỹ năng nguyên tố của Kirara đó chính là khả năng tạo khiên thảo. Với cái lượng hấp thụ sát thương sẽ dựa vào giới hạn máu của Kirara, thì cái tỷ lệ của nó thì sẽ thua khiên của Layla một xíu. Nhưng mà nó lại có một cái điểm đặc biệt, đó chính là có khả năng cộng dồn. Nhưng mà nó có cái giới hạn cộng dồn chứ không phải là cộng dồn vô tận. Và cái giới hạn cộng dồn nó là bằng 155% cái khiên cơ bản. Còn đối là kỹ năng nổ, bí pháp chuyển phát đặc biệt, thì Kirara sẽ tung ra một cái cú sốc sát thương nổ gây sát thương phạm vi nguyên tố thảo diện rộng. Với cái hệ số rất là tốt, tại cấp độ 10 lên tới 1026,4%. Sau đó thì văng ra, tách thành 6 cái đậu khấu, và nó sẽ phát nổ gây sát thương nguyên tố thảo diện rộng khi mà chạm trúng kẻ địch hoặc là sau một khoảng thời gian. Sát thương của đậu khấu này thì không lớn, tuy nhiên mà nếu trong đội chúng ta có cái đồng đội nào có khả năng gom cái đậu khấu này về phía kẻ thù và gây phát nổ, thì đây cũng là một cái đòn hỗ trợ sát thương kết hợp cùng với lại gán ấn thảo rất là nhiều lên trên kẻ thù. Còn đó là thiên phú cố định, độ tại 1, đuôi mèo mê hoặc. Khi mà các em nhấn giữ kỹ năng nguyên tố vào trong trạng thái đặc biệt thì Kirara của anh em va chạm vào kẻ thù thì nó sẽ tích tầng. Khi mà kết thúc cái trạng thái đặc biệt này thì dựa vào cái số tầng các anh em được tích, tối đa là 3 tầng. Cứ mỗi tầng thì nó sẽ tạo ra một cái khiên bằng 20% lượng khiên cơ bản, và nó sẽ cộng dồn vào cái khiên hiện tại đang có nghĩa là 3 tầng sẽ cộng dồn cỡ 60% cái lượng khiên cơ bản vào trong cái khiên hiện tại. Đồng thời thì cũng sẽ làm mới thời gian duy trì. Còn đối là độ tại 2, linh hồn rực rỡ, thì mỗi 1.000 giới hạn máu của Kirara sẽ khiến cho kỹ năng nguyên tố tăng 0,4% sát thương và kỹ năng nộ tăng 0,3% sát thương. Về cơ bản, với bộ kỹ năng như thế này thì chúng ta thể thấy rằng là Kirara có 3 khả năng chính. Khả năng đầu tiên đó chính là tạo khiên, thời gian bao phủ rất là tốt. Khả năng thứ hai đó chính là có trạng thái đặc biệt giúp tăng tốc độ di chuyển và leo trèo, giống như là Sayu sẽ giúp các anh em phiêu lưu khám phá đại thế giới rất là tốt. Và khả năng cuối cùng đó chính là sốc sát thương nộ. Tuy nhiên là sát thương kỹ năng nộ lại dựa vào tấn công, thì cái việc cân bằng giữa tấn công với lại máu của Kirara sẽ là tương đối khó. Và tiếp theo, chúng ta cùng hướng tới cung mệnh để mà xem có một cái sự cải thiện nào đối với lại cung mệnh dành cho Kirara hay không nha. Cung mệnh 1, vật chất lưu thông. Khi đánh nộ, mỗi 8.000 điểm giới hạn máu của Kirara sẽ sản sinh thêm một đậu khấu cỏ mèo. Tối đa thì có thêm 4 đậu khấu cỏ mèo bằng cách này. Cái này nó cũng giống như là bom nảy của Klee, ngoại trừ các anh em có một cái nhân vật hệ phong gom những cái đậu khấu cỏ mèo này lại thì nó khá là lợi và nó gây ra hàng loạt sát thương cũng như khả năng gán ấn. Chứ còn nếu mà chúng ta không có nhân vật hệ phong gom lại thì thực tế là có thêm đậu khấu thì cái tác dụng của cái cung mệnh 1 này cũng không nhiều. Còn đúng là cung mệnh 2, đóng gói hoàn hảo. Khi Kirara ở trong cái trạng thái đặc biệt của nhấn giữ kỹ năng nguyên tố và chạm trúng các nhân vật ở trong đội sẽ cung cấp cho họ những cái khiên. Lượng hấp thụ khiên nó sẽ bằng 40% giới hạn hấp thụ khiên của Kirara. Khiên cũng duy trì trong vòng 12 giây và cái hiệu quả này cứ mỗi 10 giây mới kích hoạt được một lần. Như vậy thì cung mệnh này chỉ có hỗ trợ đồng đội ở trong cái trạng thái co-op hợp tác tạo thành khiên thôi, chứ còn mà trong cái trạng thái chơi đơn thì không hề có bất cứ một ảnh hưởng gì cả. Còn của mệnh 4, đôi chân Skanda. Nhân vật ở trong trận có khiên của Kirara bảo vệ thì nếu mà tấn công thường, trọng kích, tấn công kidap trúng kẻ địch, Kirara sẽ sử dụng đậu khấu cỏ mèo để mà hỗ trợ tấn công, gây sát thương nguyên tố thảo tương đương 200% tấn công của Kirara. Sát thương này gây ra bằng cách thức này sẽ được tính là sát thương kỹ năng nộ, và hiệu quả này cứ mỗi 3,8 giây tối đa kích hoạt một lần. Một con mệnh Leo đánh giá khá cao nè. Đại khái là Kirara sẽ hỗ trợ thêm sát thương với lực gắn thảo dưới nền khi mà nhân vật của anh em ở trên sân đang sử dụng tấn công thường, trọng kích với là tấn công khi đáp. Và đến của mệnh 6, lưu lại cảnh sát trong 15 giây sau khi mà Kirara thi triển kỹ năng nộ hoặc là kỹ năng nguyên tố. Tất cả các nhân vật trong đội gần đó đều tăng 12% sát thương nguyên tố. 12% sát thương thì không nhiều, nhưng mà tất cả các loại nguyên tố luôn. Như vậy là kể cả là hệ phong hoặc là hệ nham thì cũng đều được cái sự hỗ trợ đến từ của mệnh 6 này của Kirara. Tổng kết lại, đến bây giờ thì gần như các em đã hiểu được về bộ kỹ năng của Kirara rồi. Chắc chắn sẽ là một nhân vật hỗ trợ tạo khiên. Và các em cũng biết đó, khiên hệ thảo cũng giống như là những cái khiên nguyên tố khác sẽ có khả năng hấp thụ 250% sát thương đối với lại sát thương thảo. Điều này rõ ràng Kirara sẽ rất là phù hợp đi cùng với lại những cái đội xôm xuê nổ hạt nhân thảo, khi mà nhân vật của chúng ta cũng bị dính sát thương, và sát thương này đó chính là sát thương nguyên tố thảo. Còn thứ hai thì chưa rõ ràng, có lẽ điều này cần phải chờ Kirara chính thức ra mắt thì chúng ta kiểm tra lại. Nhưng mà có vẻ như là Kirara có thể tham gia vị trí thứ tư của những cái đội nở rộ giống như là Giao Giao. Và Liêu nghĩ rằng là bộ kỹ năng này đánh là hoàn tập cảnh, nó sẽ hỗ trợ ở một cái vai trò nhất định thôi, nhưng mà cái vai trò chính của nó đó chính là phiêu lưu khám phá đại thế giới rất là tốt, kết hợp cùng với là cái mức độ siêu cấp dễ thương. Có lẽ không phải là một nhân vật bắt buộc anh em phải có đâu, chỉ dành cho những anh em có tình yêu đích thực cùng với lại mèo mà thôi. Còn các em nghĩ sao về đánh giá trên? Đừng quên hãy chia sẻ xuống bên dưới phần bình luận để mà chúng ta cùng nhau thảo luận thêm. Còn bây giờ thì tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong những nội dung sau. Bên lề một xíu, đó chính là trong truyện Khuyển Dạ Xoa, chúng ta cũng có một con mèo hai đuôi tên là Kirara. Và có vẻ là Kirara được lấy cảm hứng đến từ trong truyền thuyết Nhật Bản, là có một cái yêu quái có hai đuôi, hay còn gọi là Magu, có nghĩa là yêu quái mèo hay là quái vật mèo. Còn tạo hình của Kirara thì hai đuôi vòng lại hình trái tim, cô ấy xách theo một cái giỏ sách, có vẻ giống với lại cái logo của công ty chuyển phát nhanh Yamato Unju của Nhật Bản. Và cái câu mô tả của Kirara tuy là không nói rõ ai là người nói, nhưng mà các em chỉ còn nghe thôi, các em sẽ đoán ra được đó chính là ai. Bé mèo này thật là dễ thương, nhất là khi mà đang ngủ mà thì thầm vào tai cô ấy nói rằng: "Đơn hàng sắp muộn rồi kia", tốc độ chạy còn nhanh hơn cả đại tướng Goro trên chiến trường nữa. Ok, không biết anh em nghĩ sao, chứ còn ác thế này chỉ có thể là Yae Miko thôi chứ không chạy đâu cả. Ok, như vậy là đại tướng quân Goro cùng với lại mèo Kirara có vẻ là đã bị Yae Miko củ hành không ít đây. Và có vẻ như là rất nhiều những cái nhân vật của chúng ta được tạo hình với những cái truyền thuyết hoặc là những cái điều nổi tiếng. Ví dụ như là Daina, nguyên mẫu có lẽ đến từ mèo tam thể. Goro thì nguyên mẫu có lẽ là đến từ chó Shiba. Kirara thì nguyên mẫu có lẽ đến từ yêu quái mèo hai đuôi ở trong thần thoại Nhật Bản. Yae Miko thì lấy cảm hứng đến từ yêu hồ, rồi sau đó Sara thì có lẽ là đến từ thiên cẩu ở trong thần thoại Nhật Bản. Tadri đến từ nguyên mẫu là cáo Phoenix, còn Itto thì nguyên mẫu đến từ quỷ xích Oni. Và hy vọng rằng những cái chi tiết này sẽ khiến các em yêu thích Kirara hơn. Tạm biệt các em.